Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Cách đây 3 năm, Huy Cung từng đánh úp phan bằng đám hỏi với bạn gái Mỹ Linh cùng đám cưới diễn ra chỉ một tháng sau đó. Và tới mới đây ngày 18 tháng 4, anh chàng lại tiếp tục khiến nhiều người phải bất ngờ khi thông báo đã ly hôn vợ. Theo đó, cả hai đường ai nấy đi được một thời gian rồi nhưng tới nay khi mọi thứ ổn định trở lại thì mới quyết định công bố tin chia tay. Lý do được đưa ra là vì hai vợ chồng không còn hợp nhau trong suy nghĩ và lối sống. Điều này khiến không ít cư dân mạng thắc mắc bởi lẽ trong suốt thời gian bên nhau, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc nhí nhố mà không kém phần ngọt ngào. Những lúc Mỹ Linh gặp Thị Phi, Huy Cung cũng luôn là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ vợ, thậm chí sẵn sàng đáp trả gây gắt anti-fan. Huy Cung thông báo đã chia tay bà xã Mỹ Linh sau gần 3 năm kết hôn. Ở một diễn biến khác, cư dân mạng đã đào được một vlog cũ của Huy Cung đăng tải vào tháng 8 năm 2020, trùng khớp với khoảng thời gian nghi vấn, toan, giữa hai vợ chồng lần đầu xuất hiện. Trong vlog này, Huy Cung bàn luận về vấn đề đàn ông nên chọn sự nghiệp hay tình yêu. Theo quan điểm riêng của mình, sự lựa chọn của Huy Cung chính là sự nghiệp. Vlogger cho rằng khi một người yêu càng đậm sâu, thì càng mở mắt. Mọi người lúc này có xu hướng bỏ qua hết những khuyết điểm của đối phương luôn mơ mộng rằng chỉ cần hai người có nhau là đủ. Tuy nhiên, theo thời gian, những thứ cần đối mặt sẽ càng nhiều. Đời thực hoàn toàn không có cảnh một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Đó là chưa kể đến việc cuộc sống phát triển, phụ nữ ngày càng độc lập, tiêu chí tình yêu của họ cũng thay đổi khi cho rằng không có người này thì có người khác. Nếu phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, Huy Cung sẽ chọn sự nghiệp. Thành gia, theo Huy Cung, đàn ông nên chọn sự nghiệp trước, bởi vì có như vậy, Họ mới đủ khả năng để làm chủ cuộc đời cũng như lựa chọn hạnh phúc cho mình. Đàn ông có sự nghiệp thì luôn hấp dẫn và giữ được người yêu thương của mình. Và cũng chỉ đàn ông có sự nghiệp mới đủ chín chắn để chọn tình yêu phù hợp với mình. Hà Mang tiếng bạc để biết người ta có thật lòng với mình hay không còn hơn mang tiếng hèn, bất tài, vô dụng. Đàn ông chọn tình yêu có thể có được hạnh phúc, nhưng đàn ông có sự nghiệp thì được phép lựa chọn để hạnh phúc, Philoxa kết luận. Ảnh tổng hợp